chưa hiểu được. Cuối tuần vừa rồi, xin phép mình đứng ngoài này. Cuối tuần vừa rồi trên sân khấu Las Vegas, tôi trang trọng giá từ khán giả. Hôm nay trong thánh đường, tôi ngậm ngùi giã từ vị ân nhân của tôi là ông Tô Văn Lai. Ông Tô Văn Lai ra đi để lại cái gì trong đầu tôi? Thưa quý vị, ít nhất là có 3 điểm. Ông là người nghĩ ra sản phẩm Paris by Night, nghĩa là chương trình văn nghệ tổng hợp ca vũ nhạc kịch. Một sản phẩm thành công nhất của Trung tâm Thúy Nga cho đến nay. Hay nói đúng hơn là sản phẩm thành công nhất của văn nghệ hải ngoại. Ngày đó ông kể với tôi, khi người Việt mới đến lập nghiệp tại Paris sau năm 1975, ban ngày bơi trải vất vả với cuộc sống, ban đêm về quạnh hiu nhớ về quê hương, bởi vì lúc đó không ai hình dung sẽ có ngày trở về Việt Nam. Cho nên ông cần làm một sản phẩm dựa trên một cái ý tưởng gọi là cuộc vui buổi tối. Có nghĩa là ban ngày đi làm, ban đêm quây quần tìm một cuộc vui bằng băng nhạc. Vì là cuộc vui buổi tối cho nên ông đặt tên là Paris by Night, có nghĩa là Paris về đêm. Đó là cái ý tưởng đầu tiên để ông làm ra cái sản phẩm. Để lại cái thứ hai là khi ông làm Paris by Night năm 1983 đến năm 1989, 7 năm thì được có 7 cuốn thôi. Mỗi năm được có 1 cuốn. Nhưng mà ông giám đốc đài truyền hình Romania mới nói với Tô Văn Lai rằng cái thời đại bây giờ là thời đại của talk show, phải có người host, phải có người MC, chứ không thể nào mà suốt bao nhiêu chương trình Paris by Night chỉ là quay hình thức MV, tức là chạy tên. Thí dụ Ngày Buồn, tác giả Lam Phương, ca sĩ Hương Lan, chạy như thế rồi ca sĩ xuất hiện hát MV, MTV. Thì theo lời đề nghị của ông giám đốc đài Romania, ông Tô Văn Lai đi tìm một người MC. Thì từ cuốn số 7 thì có MC, nhưng ông vẫn khao khát tìm một người MC có kiến thức văn hóa Việt Nam. Bởi vì ông nói rằng con em chúng ta càng ngày càng quên tiếng Việt, và cuộc sống của cả người lớn cũng vậy, ảnh hưởng Pháp, Mỹ chi phối, cho nên phải gìn giữ được văn hóa Việt. Thì ông bắt đầu đi tìm. Bằng cách nào? Ông ghé tất cả các tiệm sách, bởi vì lúc đó băng phát hành bán chung với các tiệm sách. Ông ghé Tú Quỳnh, Văn Khoa, Tự Lực, Đại Nam, Xuân Thu, rồi sang Houston thì Phương My, ở Boston thì là Mỹ Xuyên. Ông ghé tất cả các tiệm sách và ông chỉ hỏi một câu là hiện nay tác giả nào có sách bán chạy nhất? Thì câu trả lời gần như 90% là Nguyễn Ngọc Ngạn. Ông không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai, mà tôi cũng không biết ông là ai. Nhưng mà ông nghe tất cả các tác giả nói là sách bán chạy nhất là của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà lúc đó thì các nghệ sĩ đọc sách của tôi cũng khá nhiều, chẳng hạn như chị Lệ Thu, Khánh Ly, Ngọc Lan, Ái Vân, Băng Châu, lúc nào cũng đọc sách với ông Ngạn, đi show là mang cuốn sách với ông Ngạn. Và cô Thủy, lúc đó tuy còn trẻ nhưng cũng đọc cuốn truyện ngắn mới đầu của tôi, chắc là một cuốn thôi, Chút Ân Tình Mong Manh. Ông Tô Văn Lai về bàn với con gái để đi tìm số phone và phone cho tôi. Tức là ông tìm ra Nguyễn Ngọc Ngạn. Cái việc tìm ra Nguyễn Ngọc Ngạn hoàn toàn không quan trọng, bởi vì không có Nguyễn Ngọc Ngạn này sẽ không Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng cái ý tưởng tìm người có kiến thức văn hóa Việt Nam mới là quan trọng. Mà cái người đó tình cờ là tôi, chứ không phải ông biết tôi mà tìm, mà tôi cũng không biết ông là ai. Đó là cái duyên. Nói theo dân gian là cái duyên.
nói cho người Công giáo đó là sự sắp đặt của Chúa để tôi và ông Lai gặp nhau. Cái thứ ba của ông Lai nữa, cái thứ ba mà tôi vẫn nhớ, từ cái đầu tiên là nghĩ ra sản phẩm Paris by Night, và cái thứ hai là tìm một người có kiến thức văn học lịch sử Việt Nam, và cái thứ ba ông là người đề nghị với cháu Thủy và thực hiện những băng chủ đề giới thiệu từng nhạc sĩ. Về sau chúng ta gọi là tác giả tác phẩm, mở đầu là Phạm Duy. Ông nói rằng là giáo sư Dương Quảng Hàm viết cuốn Việt Nam văn học sử yếu, giới thiệu tất cả các thi sĩ Việt Nam, Cao Bá Quát, Ngô Chứ, Bảo Huyền Thanh Quan, vân vân. Mỗi người một cái lược sử không có dài dòng lắm, với một số trích đoạn các tác phẩm của họ. Thì anh cũng muốn làm như vậy. Anh làm một cuốn nhạc Việt lịch sử toát yếu, giống như giáo sư Dương Quảng Hàm. Trong đó anh giới thiệu từng nhạc sĩ Việt Nam với các tác phẩm tiêu biểu của họ. Ngạn giúp anh việc đó. Đó là ông nói với tôi. Và quả thực ông đã thực hiện, Thúy Nga đã thực hiện, cháu Thủy và Huỳnh Thi đã liên tục thực hiện, bắt đầu từ Phạm Duy. Liên tục khi tôi bước vào là sau Phạm Duy là Ngô Thị Minh, là Lam Phương, là Văn Phổ. Mặc dù cái điều rất quan trọng là khi giới thiệu từng tác giả như vậy thì Thủy và Thi và Trung tâm Thúy Nga đều biết trước rằng có những tác giả bán không chạy. Nhưng bởi vì cái giá trị về âm nhạc mà Thúy Nga muốn làm cho đầy đủ mọi người, bất kể là cái thị trường nó lớn hay nhỏ đều là. Và lưu lại ngày hôm nay, cái điều đó thưa quý vị rất quan trọng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về Phạm Duy, chúng ta bấm ra Phạm Duy là có đủ hết. Từ tiểu sử cho tới tất cả cái tâm sự của các tác giả trong từng cuốn băng. Tôi nhớ là sau khi chúng tôi làm cuốn 41, Hoàng Thi Thơ một đời cho âm nhạc, thì nhà báo Trường Kỳ phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ông rất xúc động. Bởi năm đó ông đã 68 tuổi, ông sang bên tôi mời ông đi ăn. Ông về nhà tôi, ông ngủ mà phải ngủ ngồi, vì cái tim của ông nó hỏng rồi, nếu nằm sợ không ngồi dậy được. Nhưng mà ông rất là xúc động khi Thúy Nga làm cho ông được cuốn Paris by Night 41, Hoàng Thi Thơ một đời âm nhạc. Ông nói với Trường Kỳ trên tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ là cụ Nguyễn Du ngày xưa có nói câu rằng là bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Nghĩa là 300 năm sau không biết trên thế gian này có còn ai nhớ đến Nguyễn Du hay không. Tôi không dám sánh mình với tiền nhân bởi vì như vậy là mang tội ngạo mạn. Nhưng sau khi Thúy Nga làm cho tôi cuốn Hoàng Thi Thơ Paris by Night 41 này thì tôi đã không còn thua gì cụ Nguyễn Du nữa. Có nghĩa là thế gian đã có người thương tôi rồi, bởi vì lúc đó ông nhận được một loạt thư từ bên Đan Mạch, Na Uy gửi sang cho ông. Thời đó thư viết tay quý vị, làm gì có email bây giờ đâu. Người ta ngồi cặp cuộc viết. Thành đến tất cả những tác giả mà được thực hiện trong những chương trình Paris by Night, mỗi người một bộ băng hay hai ba bộ băng, là một cái kỷ niệm rất là lớn. Và đó là công của Tô Văn Lai. Thưa quý vị, tôi có thể nói về ông Lai một tuần chưa hết chuyện. Bởi vì như hôm qua tôi thưa với quý vị, trong nghệ sĩ Thúy Nga thì tôi già nhất, cho nên tôi với anh Lai thường đi với nhau, thường nói chuyện đủ mọi thứ chuyện, bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng hôm nay tôi chỉ xin vắn tắt trong tang lễ hôm nay, nhắc đến cái công của ông ở ba lĩnh vực. Là sáng tạo ra sản phẩm Paris by Night. Thứ hai, tìm một người có kiến thức văn hóa Việt Nam để truyền đạt trong các tác phẩm Paris by Night. Và thứ ba là thành một cái tủ nhạc của tất cả các nhạc sĩ Việt Nam của miền Nam trước năm 75. Ba cái công đó tôi nhớ, hôm nay tôi mong quý vị cũng nhớ và mọi người cùng nhớ. Đó là những cái thành quả lớn mà ông Tô Văn Lai để lại. Riêng với cá nhân tôi thì tôi gọi ông là vị ân nhân, bởi vì chính ông là người đã mang tôi đến với hàng triệu khán giả Việt Nam trên toàn thế giới.
anh Lai. Từ nay vĩnh biệt anh trên dương gian, anh về với Chúa, xin anh cầu bầu cho những người còn ở thế gian. Xin vĩnh biệt anh.